Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Video lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái suy nghĩ của mình về một câu hỏi mà mình đã nhận được rất rất nhiều với cùng một nội dung mà các bạn đã đặt cho mình. Đó chính là vấn đề khi nào là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đi du học. Và nếu như các bạn cũng đang suy nghĩ, thắc mắc, băn khoăn về bản thân mình rằng là khi nào thì chúng ta nên đi du học thì chúng ta hãy cùng xem video này với mình nha. Bình thường thì mình thấy có 3 thời điểm mà các bạn hay lựa chọn để đi du học. Thứ nhất là khi mà chúng ta vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, đủ 18 tuổi. Thứ hai là khi mà chúng ta đã học được một vài năm đại học ở tại Việt Nam rồi và chúng ta cảm thấy cái môi trường học ở Việt Nam không thích hợp với chúng ta, hay là cái ngành nghề đó nó không phù hợp với mình và mình muốn chọn lại. Lúc đó thì các bạn bỏ đi tất cả để đi du học. Và thời điểm thứ ba đó chính là lúc khi mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học rồi và chúng ta muốn đi du học để học lên ở bậc cao học. Đó chính là 3 thời điểm mà mình thấy là mọi người hay lựa chọn để đi du học. Như vậy thì thời điểm nào sẽ là phù hợp với mọi người? Mình sẽ phân tích từng thời điểm nha. Thứ nhất là khi mà bạn vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, bạn đủ 18 tuổi, thì cái thời điểm này chính là cái thời điểm mà mình thấy phần lớn mọi người sẽ lựa chọn. Ưu điểm của thời gian này đó là khi mà vào thời gian này bạn mới vừa tròn 18 tuổi, lúc đó bạn có đầy đủ tuổi trẻ này, nhiệt huyết và năng lượng để chúng ta có thể bứt phá và chúng ta có thể học tốt nhất. Ở thời điểm này thì khi mà chúng ta đi du học thì với những cái bạn bè đồng trang lứa của mình ở bên nước ngoài thì họ cũng vừa 18, 19 thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ sẵn sàng đồng trang lứa với họ và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ dàng làm bạn với mọi người hơn. Cái tiếp theo là khi mà chúng ta đi du học ở thời điểm vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong thì chúng ta sẽ không phí phạm bất kỳ thời gian nào ở Việt Nam. Có nghĩa là tôi đã học hết cấp 3 rồi và tiếp tục thì tôi sẽ học lên đại học. Thay vì chọn những đại học trong nước thì tôi sẽ đi du học. Và đó, mình thấy đây là một cái con đường khá là đúng đắn vì chúng ta chỉ cần học lên thôi và không mất bất kỳ một cái thời gian lãng phí nào ở Việt Nam. Tuy nhiên ở đây có một khuyết điểm, đó là lúc đó bạn mới vừa tròn 18 tuổi thôi, mới bước ra khỏi trường cấp 3 và hầu như là bạn chưa có va chạm bất kỳ một cái gì trong cuộc sống cả. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta đi du học thì sẽ có rất là nhiều những khó khăn đối với mình. Lúc đó mình còn quá trẻ, mình cũng chưa có va vấp gì, cũng chưa có kinh nghiệm xử lý mọi cái tình huống gì. Và khi mà đi du học, khi mà mình sống một mình ở một đất nước khác thì sẽ có rất rất nhiều điều khó khăn đến với bạn. Và làm sao để bạn có thể chống chọi, có thể giải quyết những cái tình huống đó, thì nhiều khi nếu mà mình không phải là một người có trái tim vững cũng như là không có ý chí, không có nghị lực thì mình khó có thể vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn như vậy. Cái tiếp theo nữa, có một cái khuyết điểm nữa, đó là khi mà chúng ta mới vừa 18 tuổi mà đi du học thì trong tay chúng ta cũng không có một cái đồng tiền nào cả, và cái việc đi du học thì chúng ta cũng phải ngửa tay xin tiền của bố mẹ, đúng không nào? Và mình nghĩ rằng là có một cái khuyết điểm, đó chính là bạn sẽ dựa vào quá nhiều vào cái nguồn lực tài chính của gia đình, và như vậy nó cũng có thể là một cái gánh nặng cho gia đình bạn. Đừng có nói với mình rằng là khi mà đi du học thì chúng ta sẽ vừa học vừa làm thêm ở bên nước ngoài và kiếm cái số tiền làm thêm đó để đắp vào trang trải về cái học phí cũng như là cái chi phí sinh hoạt của mình nha. Tại vì với cái quan điểm của mình thì cái tiền mà bạn có làm thêm ở nước ngoài á, với cái lứa tuổi mới có 18, 19, 20 tuổi và chưa có va vấp nhiều trong cuộc đời cũng như là chưa có nhiều cái kinh nghiệm lắm thì rất khó bạn có thể tìm đủ tiền để có thể vừa đóng học phí và có thể sống một cách đàng hoàng và khỏe khoắn ở bên nước ngoài được. Trường hợp thứ hai là nếu mà chúng ta đã học một vài năm đại học ở Việt Nam rồi và sau đó thì chúng ta thấy không phù hợp với ngành học đó nữa, chúng ta quyết định du học, thì cái giai đoạn này thì mình nghĩ rằng là nó không hề sai. Thực ra là nó cũng có một số những cái ưu điểm của nó. Tại vì dù trễ còn hơn không, đúng không nào, dù là chúng ta có trễ hơn so với những bạn vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đi du học, nhưng mà chúng ta cũng sớm hơn với những bạn mặc dù chúng ta không yêu thích cái ngành đó nhưng mà vẫn cố gắng để học hết 4 năm đại học đó, và lúc đó thì chúng ta chợt nhận ra thì điều đó đã là quá muộn rồi. Như vậy thì tại sao ví dụ như chúng ta học xong năm nhất, năm hai đại học và nếu mà chúng ta thấy không phù hợp với ngành đó nữa hoặc là không yêu thích cái môi trường học ở Việt Nam nữa thì lúc đó chúng ta quyết định du học thì mình nghĩ là cũng không có trễ. Nhưng mà cũng có một số những cái khuyết điểm, đó là lúc đó thì chúng ta đã mất một vài năm cuộc đời của mình khi mà ở Việt Nam rồi. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đi du học á thì cái những cái công sức mà chúng ta đã bỏ ra ở Việt Nam cũng như là tiền của mà chúng ta đã vay mượn bố mẹ để đóng học phí thì chúng ta vẫn chưa trả được. Lúc đó thì chúng ta lại mượn thêm một số tiền lớn nữa để đi du học thì nó lại là một cái áp lực gánh nặng kinh tế nhiều hơn cho bố mẹ. Tuy nhiên rằng là khi mà đi du học ở thời điểm này thì chúng ta lại có cái cơ hội để có thể so sánh được cái nền giáo dục ở Việt Nam vẫn với nước ngoài. Chúng ta đã có 1-2 năm làm quen với cái cuộc sống sinh viên ở tại Việt Nam rồi, cho nên là khi mà đi du học thì chúng ta sẽ dễ
hòa nhập với môi trường ở bên nước ngoài dễ hơn, cũng như là cũng có một vài năm có cái kinh nghiệm lay lất ở trong cuộc đời rồi, cho nên là khi mà qua nước ngoài thì chúng ta cũng không còn phải bỡ ngỡ như là khi chúng ta mới 18 tuổi nữa. Mình thấy là khi mà lựa chọn cái thời gian này cũng là một cái suy nghĩ tốt đó chứ. Thật ra là ở bên Hàn Quốc thì có chương trình học chuyển tiếp, có nghĩa là khi mà chúng ta chỉ cần học hết 2 năm đại học tại Việt Nam và chúng ta có thể sẽ bảo lưu kết quả tại trường Việt Nam, xin cái giấy chứng nhận là em đã hoàn thành xong 2 năm học ở đại học này rồi, và sau đó chúng ta qua Hàn Quốc để nộp hồ sơ học tiếp năm 3 và năm 4 tại trường đại học ở Hàn Quốc. Điều đó là được thôi, và nếu như các bạn lựa chọn cái phương án này thì mình nghĩ nó cũng rất là ok, tại vì khi mà như vậy thì chúng ta không bỏ lỡ mất 2 năm cuộc đời tiếp theo khi mà chúng ta phải học lại từ đầu ở bên Hàn Quốc, và qua bên Hàn Quốc rồi chúng ta cũng có thể sẽ hòa nhập dễ hơn với các bạn ở bên đó nữa, vì chúng ta cùng trang lứa, cùng tuổi với nhau á. Và cái phương án thứ ba, cái phương án cuối cùng đó chính là khi mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học rồi và chúng ta có nguyện vọng đi du học tại nước ngoài. Lúc đó thì chúng ta có thể đi nước ngoài để du học bậc cao học. Sợ nhất là những bạn mà đã tốt nghiệp 4 năm đại học ở Việt Nam rồi nhưng mà khi qua nước ngoài thì các bạn ấy không đủ tự tin để học lên cao ở bậc cao học mà lại học lại ở bậc đại học ở nước ngoài. Điều đó thì mình thấy nó hơi vô lý một chút xíu, cũng như là hơi tiếc với 4 năm mà bạn đã cày ở trên giảng đường tại đại học ở Việt Nam. Và nếu như là các bạn đã tốt nghiệp 4 năm đại học ở Việt Nam thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là nếu như chúng ta lựa chọn đi du học thì hãy học lên cao thay vì học quay trở lại từ đầu nha. Và với cái ưu điểm của cái chương trình này thì mình nghĩ rằng là lúc đó thì các bạn đã hoàn toàn là đủ lông đủ cánh để có thể đối chọi với những khó khăn ở trong cuộc đời rồi. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học rồi và chúng ta tiếp tục đi du học ở bậc cao học thì nhiều khi chúng ta đã có một số tiền, tuy là bé bé thôi nhưng mà cũng có một số tiền nho nhỏ để có thể tự trang trải một số những cái chi phí trong cái quá trình mà chúng ta đi du học ở nước ngoài. Như vậy thì chúng ta cũng đỡ phải làm gánh nặng về kinh tế đối với bố mẹ, đồng thời là chúng ta cũng có một số những kinh nghiệm rồi thì khi mà đi nước ngoài thì chúng ta có thể đi làm thêm ở những cái công việc mà có thể kiếm được tiền cao hơn, ví dụ như là đi làm gia sư, hoặc là nói chung là có những cái kinh nghiệm tốt hơn trong cái cuộc sống để có thể xin được những cái công việc có mức lương tốt hơn. Mình nghĩ điều đó cũng rất là tốt. Và thực sự ở thời gian này, ở lứa tuổi khoảng 23-24 tuổi mà bắt đầu đi học cao học tại nước ngoài thì thực sự thì không có trễ đâu mọi người ạ. Mình thấy cũng rất là bình thường. Ngay cả bản thân mình thì mình 25 tuổi thì mình mới bắt đầu tạm dừng công việc tại Việt Nam để qua Hàn Quốc đi du học cao học mà. Cho nên là nếu mà chúng ta vừa tốt nghiệp đại học xong 22, 23 tuổi, 24 tuổi chẳng hạn, chúng ta đi du học cao học thì đó cũng là một vấn đề bình thường thôi. Như vậy để trả lời cho câu hỏi là ở thời điểm nào là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đi du học thì mình có đưa ra ba cái sự lựa chọn ban đầu, mọi người có nhớ không? Và thực sự cái câu trả lời của mình là ba thời điểm này thì thời điểm nào chúng ta đều cũng có thể đi du học được. Cả ba thời điểm này đều sẽ thích hợp nhất đối với chúng ta nếu chúng ta là một người có ý chí, có nghị lực và sẽ biết quyết định đúng đắn cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu để thay đổi cuộc sống của mình. Và khi mà các bạn đã quyết định đi du học thì chúng ta chắc chắn là phải có một cái sự quyết định, những cái ý chí quyết định kiên cường, không nên dựa vào cái sự lời khuyên của người khác. Ví dụ như là các bạn hỏi mình rằng là chị ơi, không biết là thời điểm nào thì em mới nên đi du học. Mình sẽ trả lời rằng là cái đó là do quyết định của bạn thôi. Mình là người ngoài làm sao mình biết được là cái hoàn cảnh của bạn như thế nào. Mình không thể biết được cái năng lực của bạn ra sao và điều kiện kinh tế gia đình của bạn như thế nào để mình có thể đưa cho bạn những cái lời khuyên đúng đắn. Và người quyết định những điều đó chính là bạn thôi. Và trong năm mới 2019 này, mình xin chúc cho các bạn sẽ có những quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình. Cũng như là nếu như là bạn nào quyết định đi du học Hàn Quốc là những đàn em của mình, thì mình chúc cho các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn cũng như là sẽ thành công trong con đường mà bạn lựa chọn. Video lần này thì chỉ có như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ phải kết thúc rồi. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau với những chủ đề hay hơn. Anh nhóc.